người vợ yếu đuối, tức Đại Diện, tác giả Tâm An, tập 3. Kính bị đánh, ngồi gục xuống nền nhà, chóng mặt quay cuồng nên không có sức để chống trả. Cô vừa cười vừa khóc, vừa đưa khuôn mặt rỉ máu lên nhìn Hải. Cô bình thản nói những lời thậm tệ. Khốn nạn thật, anh chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thôi sao? Tôi không có sợ anh, anh càng đánh càng chứng tỏ anh là đồ hèn. Có giỏi thì giết tôi đi. Nếu không giết được tôi, sau này tôi sẽ tìm đến hai người. Dạ miệng, cút khỏi đây ngay. Ta sẽ giành quyền nuôi con với mày. Ta sẽ hành hạ nó, để rồi coi mày có sống thế nào suốt phần đời còn lại. Hành hạ con gái của ta sao? Đến giọt máu của anh còn không thương. Vậy mà anh lại dám có con trai với người khác à? Anh tự giả vào miệng của mình đi. Còn cô kia, cô thấy chưa? Banh mắt lớn ra mà nhìn. Người đàn ông cô giành được của tôi đó, nó tốt đẹp như vậy đó. Im miệng, cô cút đi cho tôi. Đánh cô bẩn tay, về xó nhà của cô và đợi chờ kết quả đi. Ở căn chung cư sang trọng của người ta, Hà Kính cười trong đau xót. Còn Nhung, con bạn thân ở ngôi nhà mới mua của mình, cũng nóng lòng khôn nguôi. Nhung lo lắng cho bạn. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, không tin nhắn, không cuộc gọi, không thêm video nào được gửi. Nhung lo sợ bạn gặp chuyện. Cô tay ôm bé Chip trong lòng, bất đắc dĩ lắm, đành phải gọi cho Lâm, giọng nói hốt hoảng. Anh dừng hết việc đi. Anh có bận đến mấy cũng nghe rõ đây. Kính gặp nguy hiểm tại chung cư 337 Cầu Giấy. Anh phải đến đó cứu bạn của tôi ngay. Tôi xin anh đó. Nhung à, bình tĩnh lại. Có gì nói rõ cho anh nghe coi. Không còn thời gian đâu, anh đến ngay đi. Anh đưa bạn của tôi về đây cho tôi, lẹ lên. Thôi được rồi, anh đi ngay. Anh sẽ gọi cho em sau, đừng có quát mắng anh. Anh đi liền. Lâm đang ngồi ăn tối với bị đơn của mình, cũng vội vàng cáo lỗi và rời đi. Lâu lắm rồi, Nhung mới chủ động liên lạc với anh. Anh phải nắm bắt cơ hội, dù là chuyện của Kính. Anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Anh hối hận vì ngày xưa từng xua đuổi cô. Giờ đây anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để được hàn gắn với Nhung. Vừa suy nghĩ vừa lái xe đến địa chỉ Nhung chỉ dẫn, trong lòng của Lâm lợn cợn quá nhiều cảm xúc. Hải và Lâm cùng với Nhung và Kính từng là sinh viên một trường đại học kinh tế quốc dân. Vì hoàn cảnh và sự mất mát của người thân, Lâm đã lựa chọn từ bỏ trường đại học yêu thích để thi lại đại học luật. Anh muốn có sự công bằng, gia đình ly tán, tranh chấp tài sản. Anh đã sống trong một nỗi bất hạnh đau đớn. Bởi vậy, anh muốn đổi ngành học để giúp gia đình hạnh phúc của mình sẽ trở lại như xưa. Rất tiếc, Lâm không được trọn vẹn điều gì. Ngay cái tình cảm với Nhung cũng đứt đoạn. Anh không mở lòng chia sẻ và Nhung cũng một lòng giấu kín. Hai người đã tự lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã. Quãng đường đến đó không xa, không mấy chút mà Lâm đã có mặt tại chung cư của Hải. Chỉ là anh không thể bước vào bên trong và cũng không có hề biết Kính đang phải đối mặt với người đàn ông cô từng tự hào tha thiết. Giờ đây, trong mắt của Kính chỉ còn lại sự căm phẫn tột cùng. Anh đuổi chị ta về đi, đừng có để chị ta nguyền rủa con trai của em. Ả đàn bà nhân tình của Hải to miệng gào thét. Kính nghe xong mà cười sằng sặc. Cô bò dậy, đứng nghiêng ngả trên đôi chân của mình. Bước đi được 3 bước, lại gần thì thầm vào tai của ả. Tôi tự mò tới, thì tôi tự mò về được. Không cần cô đuổi đâu. Cô không có gan giết người. Thì một ngày không xa, tôi sẽ trở lại và báo thù đó. Hãy chờ đợi báo ứng đến với các người đi. Con này không có làm cái gì sai, thì không có gì phải sợ. Còn anh... Anh đập nát điện thoại của tôi cũng vô ích. Vì tôi đã kịp gửi hết hình ảnh các người hú hí với nhau cho bạn của tôi rồi. Cùng lắm là chết chùm.
tôi không có sợ gì hết. Thử kiện cáo đi, ai mất nhiều hơn, anh hay là tôi? Cô cút ngay! Hải phẫn nộ đuổi người, không cho Kính cơ hội lụm xác cái điện thoại hoặc cái sim rơi vãi nữa. Hắn kéo cô ném ra ngoài cánh cửa, mạnh tay như kẻ thù ngàn năm. Kính giờ đây đã lấy được bằng chứng nên không có đôi co thêm. Chứ thật ra cô có thừa sức khỏe để đánh trả hai kẻ này. Cô thừa sức ghim hận thù lên con ả tiện nhân kia. Cô là gái quê vùng vẫy, chân lắm tay bùn. Cô không có sợ cái gì tụi nó, nhưng mà cô không có muốn bẩn tay nữa. Cô có bằng chứng rồi, cái thứ cô cần có đã có, cho nên cô phải về cho con gái. Kẻ khốn nạn như Hải, cô không tiếc. Cú đấm này của hắn cũng coi như cạn tình cạn nghĩa. Tự dưng lòng cô nhẹ nhõm đôi phần. Cô lại thấy tiếc cái điện thoại cũ mềm lâu đời kia lắm. Người vợ nhịn ăn nhịn mặc, dùng cái điện thoại đến chai hết cả pin cũng không một lời than vãn. Xe cũ, điện thoại cũ, quần áo cũ, các mối quan hệ cũng cũ, nhưng mà cô vẫn luôn cố gắng vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Vậy đến sau cùng, người vợ đó nhận được cái gì? Không được cái gì ngoài sự phản bội. Kính bị chảy máu ở miệng, liền kéo khẩu trang che mặt, rồi chậm chạp bước xuống cầu thang ra về. Bác bảo vệ vẫn còn lay quay ăn uống, dường như muốn bước ra khỏi cái bin chào hỏi. Nhưng Kính đã cúi đầu chào hỏi trước, bước chân vội vã rời đi. Cô muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này, muốn chạy trốn thực tại khốc liệt và muốn khóc một trận cho thỏa lòng đau đớn. Có ai hiểu được, một cô gái 30 tuổi nhưng lại không có gì trong tay, công việc không ổn định, gia đình tan nát, con gái đau bệnh, mệt mỏi, bản thân tơi tả, cô chỉ còn cái thân xác yếu đuối tàn tạ này. Cô tự cười chính mình, một kẻ thất bại thì mãi mãi không có quyền được hạnh phúc. Trong bóng tối, Lâm lo lắng, hai tay đan vào nhau, đợi chờ và đợi. Nhìn thấy bóng hình liêu xiêu của Kính bước ra, anh phồ vập lấy cô hỏi han lo lắng. Kính, là Kính phải không? Em có bị cái gì không hả? Ổn chứ? Anh Lâm, sao anh ở đây? Nhung lo lắng cho em lắm đó, lên xe đi, anh chở em về. Không cần đâu, em chạy xe máy về được. Em cảm ơn anh, nhưng em muốn hỏi là anh giúp Hải ly hôn với em có phải không? Anh có biết hắn ngoại tình và có con riêng với người khác rồi không? Tại sao anh còn giúp? Anh muốn giúp một người đàn ông như vậy hay sao? Thật sự thì anh chưa có biết cái chuyện này. Em lên xe đi, anh chở đi bệnh viện. Mặt của em... Em không sao hết, anh về đi. Anh muốn giúp hắn cướp mất tất cả của em còn gì. Còn lâu nha, em sẽ trả thù. Em sẽ khiến hắn mất hết tất cả. Em có bằng chứng rồi, em sẽ khiến hắn sống ray rứt cả phần đời còn lại. Lâm thấy sợ hãi người phụ nữ trước mắt. Phải chăng khi đàn bà gần mất đi hết tất cả, họ sẽ trở nên điên loạn như vậy không? Anh mạnh dạn bước đến gần Kính, kéo tay cô ra đầu ngõ, đưa cô lên xe hơi, trấn an bằng những lời ấm áp. Yên tâm đi, chúng ta là bạn, anh sẽ giúp em. Anh không có giúp thằng Hải nữa. Nếu biết có tệ hại như vậy thì có chết anh cũng không có giúp nó. Anh chở em về nhà Nhung, xe máy anh thuê người đến lấy cho em. Em đưa chìa khóa cho anh đi. Có thật là anh không biết Hải phản bội em không? Anh nói thật, cứ tưởng cậu ta buồn bã cãi nhau với em thôi. Vợ chồng sống bấy lâu cái kiểu gì mà không có khúc mắc. Có ai ngờ cậu ta phản bội em chứ. Mà em vừa đối diện với nhân tình của cậu ta sao? Em vừa bị Hải đánh. Anh chụp hình lại giúp em đi. Em muốn có thật nhiều bằng chứng. Em phải cho hắn ngồi tù, cho hắn mất hết tất cả. Kính ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định để nói chuyện với Lâm. Gương mặt có tàn nhang, có vài vết nám, cũng không thể che đậy được đôi mắt sáng trong của cô. Năm tháng thật tàn nhẫn khi lấy đi tất cả thanh xuân của một cô gái. Khóe miệng trái máu rỉ ra nhỏ giọt. Lâm hốt hoảng cầm điện thoại lên chụp chật chẹt một hồi, rồi rút khăn giấy có sẵn ở trong xe đưa cho Kính. Giọng nói nhẹ nhàng gấp dạn lần hồi nãy. Anh chụp rồi, chụp hết lại rồi, em yên tâm đi, anh sẽ giúp em. Em bình tâm nghe, về nha, anh chở em về với chip. Dạ,
Anh chờ em về cho con gái của em đi. Kính đưa chìa khóa xe máy cho Lâm, đặt niềm tin vào người bạn học cùng lớp đại học năm xưa. Cô nhắm mắt im lặng cho đến khi xe chạy về tới căn hộ cao cấp của Nhung. Cô mới bình lặng cúi đầu tạm biệt Lâm. Giờ đây, cô chỉ muốn ôm con gái vào lòng, chỉ muốn bình yên mà thôi. Ngày mai, anh nhờ người đưa xe qua nhà trọ cho em, rồi thu thập hết bằng chứng của em có. Em muốn kiện thì anh giúp em kiện. Bây giờ anh phải đi đây. Nhung không có muốn nhìn thấy mặt anh. Anh gọi cho cô xuống đón em nghe. Mạnh mẽ lên. Dạ, em cảm ơn. Kính không còn tâm trí nào để hỏi thăm chuyện của Lâm và Nhung. Cô gật đầu chào, rồi bần thần bước vào căn hộ của Nhung. Chờ bạn xuống đón lên phòng, rồi mặc sức khóc lóc run rẩy cả thân người. Cứ như vậy mà ôm lấy con gái. Chíp ngoan của mẹ, mẹ thương con lắm. Con gái, mẹ xin lỗi Chíp ơi. Từng đợt nấc nghẹn, từng cái run rẩy như vồ vập lấy thân hình nhỏ bé của con gái. Bé Chíp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt. Con bé không khóc, cứ vậy ôm lấy mẹ che chở cho mẹ. Người bạn thân như Nhung lúc này cũng chỉ biết quỳ gối bên cạnh, ôm chầm lấy hai mẹ con. Cảnh tượng đau lòng này Hải đâu có nhìn thấy. Cảnh tượng bi thương này người đàn ông ích kỷ như hắn đâu thể thấu cảm. Hắn đâu có tin vào nhân quả báo ứng. Hắn là một kẻ khốn nạn, tồi tệ và đốn mạc. Có chửi hắn ba ngày ba đêm cũng không hết tội. Tại chung cư của Hải, không khí cũng không có mấy dễ chịu. Từng giây phút trôi qua đều căng thẳng như dây đàn. Con Tươi phẫn nộ, trách móc người tình bằng những lời lẽ thậm tệ. Anh nói đi, anh nói ngay cho tôi. Tại sao chị ta lại dám nhắc mặt tới đây chứ? Tại sao chị ta vẫn còn giằng co trách móc? Anh nói đi, anh và chị ta chấm hết từ hồi nào, hả? Anh giải thích ngay cho tôi. Tươi à, em bình tĩnh lại đi. Nếu không lại ảnh hưởng đến con trai của chúng ta đó. Anh và cô ta không còn va chạm với nhau nữa. Suốt 5 năm qua, anh chỉ sống như người dân với cả thôi. Anh không có còn yêu, anh chỉ yêu em mà. Vậy tại sao chị ta dám đến đây quay phim chụp hình? Chị ta muốn kiện cáo điều gì? Nếu mà anh không có giải quyết cho xong thì cứ đừng ngoằn qua lại với tôi. Tôi sẽ nuôi con một mình. Con tôi cũng không cần một người cha như anh. Đồ dối trá. Tươi, em nghe anh giải thích cái đã. Tươi phẫn nộ xị mặt bước vào phòng ngủ, đóng cửa một cái rầm. Ả bỏ mặt Hải với những ấm ức không thốt nên lời. Hắn muốn giải thích cũng không có biết nói từ đâu. Sự thật rành rọt trước mắt, có chối cãi cũng không thể được. Hải đã giấu kín cái chuyện này với Tươi vì mong chờ kết quả siêu âm tuần thứ 14 của thai kỳ. Lúc này biết rõ giới tính là nam, hắn mới quyết tâm ly hôn với Kính. Hắn chưa thể đánh đổi gia đình nếu Tươi cũng mang thai con gái. Hắn tham lam, hắn đê tiện nên mới làm khổ hai người phụ nữ. Tươi thực sự có đáng thương hay không? Hai khung cảnh trái ngược và bi thảm nhất của cuộc đời, viễn cảnh tươi đẹp bị che khuất bởi tham vọng và mục đích của cuộc sống. Hải muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có con trai nối dõi tông đường theo lời cha mẹ, muốn được phần vũ tình dục. Điều này là thiếu hụt ở Kính, nên hắn đã tìm thú vui mới ở bên ngoài. Hắn đã quên mất một điều rằng, dù mới hay cũ, dù quá khứ hay hiện tại, những điều hắn muốn phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Màn đêm che lấp những con người cô đơn và khổ hạnh. Hải bưng tô cháo nguội lạnh, đứng bên ngoài phòng năn nỉ gọi cửa, nhưng người tình không mảy may rung động. Còn Kính, cô lau nước mắt vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô trấn an con gái bằng những lời đầy yêu thương. Chíp à, dù mẹ có làm gì, cũng chỉ muốn tốt cho con, muốn con ở bên cạnh mẹ. Sau này, nếu phải chọn lựa giữa ba Hải và mẹ, thì con hãy chọn ở bên cạnh mẹ nghe, có được không con? Dạ, con yêu mẹ Kính nhiều mà, yêu mẹ của con. Mẹ xin lỗi, mẹ cảm ơn. Chíp à, hãy luôn ở bên mẹ, rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ 5 tuổi như vực dậy tinh thần của cô. Cô hôn lên má của con, cho con gái uống sữa,
trấn an bản thân mình, rồi mới bàn chuyện với Nhung. Cô bạn thân cứ chầm chầm nhìn kính, lúc này mới chớp mắt an tâm. Mày có đau lắm không? Ăn uống chút gì đi, ta nấu cơm rồi đó. Bé Chip nó ăn được một chén nhỏ rồi. Ta chịu được, mày nhận được nhiều ảnh và video tao gửi rồi chứ, đủ điều kiện rồi chưa? Ừ, đủ rồi, chỉ là mày muốn kiện thiệt sao? Mày không có nghĩ cho bé Chip hả? Con gái mày sẽ đối diện với chuyện này ra sao? Sắp hết năm học rồi, lên cấp 1, nó có nhiều chuyển biến tâm lý lắm đó, đừng có làm căng quá. Mày biết không, Nhung, con ạ đó xinh đẹp, dịu dàng, tóc của nó uốn xoăn, nhuộm màu, tao thích nữa. Đôi mắt nó long lanh dễ mến, giọng nói ngọt ngào tan chảy, nó chỉ mới 21-22 tuổi thôi. Nó được chồng tao cưng chiều, ở nhà đẹp, quần áo đẹp, được phục vụ cơm nước, thứ mà cả đời này anh ta chưa bao giờ làm cho tao. Đến cả lúc tao bệnh liệt giường cũng chưa bao giờ anh ta nấu cho tao được một chén cháo. Mày nói coi, tao có tức không? Tao có hận không? Tao có nên kiện hay không chứ? Ánh mắt ướt sũng của kính để lại một nhịp đau đớn trong tim của Nhung. Suy cho cùng, phụ nữ là thiệt thòi nhất, mạnh mẽ đó, mà kiên cường đó, nhưng mà trong lòng vẫn chất chứa một sự yếu đuối thẳm sâu. Lâu nay, Nhung cứ nghĩ con bạn của mình hạnh phúc. Hóa ra, nó phải chịu đựng cái tuổi hờn quá nhiều. Đúng là cái thứ hạnh phúc giả tạo thì không bao giờ bền lâu được. Nhung vẫn cố gắng an ủi bạn bằng lý trí của một người trưởng thành. Tao biết mày buồn, mày hận. Nhưng gieo hận thù thì mãi mãi còn hận thù. Anh ta không có xứng để mày làm cái chuyện ác và đánh mất đi cái lương thiện của bản thân. Mày hãy ly hôn, rời đi và nuôi bé Chip. Hãy quên đi tất cả và bắt đầu lại cuộc sống đi. 30 chưa muộn màng đâu, mày còn cả cuộc đời tươi đẹp phía trước. Hãy tin tao. Anh Lâm hứa sẽ giúp tao. Mày đưa hết hình ảnh qua cho anh ấy giúp tao đi. Ngày mai tao đi làm lại cái sim và mua một cái điện thoại mới. Tao sẽ chiến đấu tới cùng. Còn bây giờ tao đón taxi về. Mày không cần đưa tao về đâu. Tao muốn một mình suy nghĩ. Cảm ơn vì đã giúp tao. Kính à, mày ở lại đây đêm nay đi, ăn cơm đấy đã. Tao sẽ ổn thôi, mày yên tâm. Tao không biết mày và anh Lâm có chuyện gì khúc mắc, nhưng hãy nhìn tao một lần. Hai người hãy nói chuyện với nhau đi. Tao chờ tin tức của mày. Tao phải về nhà để tĩnh tâm lại. Yên tâm, tao không có nghĩ quẩn làm cái điều dại dột đâu. Kính muốn ra về, muốn trầm lắng nhốt mình trong căn phòng tối, muốn nhìn nhận lại mọi vấn đề đã qua. Cô không thể yếu đuối vào lúc này. Hơn ai hết, bản thân cô tự hiểu, cuộc hôn nhân là do cô chọn, cô phải có trách nhiệm cho nó. Sau khi về nhà, cô dỗ dành con gái ngủ, rồi bước vào nhà tắm. Cô xả nước từ vòi sen, cứ như vậy đắm chìm trong làn nước lạnh. Cô tỉnh táo hơn, vết xước trên khóe miệng cũng không còn đau nữa. Cô đang nghĩ đến lời nói của Nhung, trả thù hay không trả thù. Vốn dĩ vẫn còn phụ thuộc vào cảm xúc của con tim. Lý trí hết hạn sử dụng rồi, nó không còn dịp bộc phát ở cuộc hôn nhân này nữa. Tắm rửa đến mệt nhòi, cơn hắt xì liên tục tìm về. Kính mới chịu buông tha cho vòi nước, cô ì ạch thân thể vào giường nằm. Đêm nay và những đêm còn lại, cô tự nhủ phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường. Ngày hôm sau đó, Kính vẫn như thường lệ, cô đưa con gái đến lớp, rồi lái xe máy đến công xưởng làm việc. Thật may trong xưởng đóng hàng che kín gương mặt, nên không ai nhìn thấy vết tích trên miệng của cô. Chỉ là cô chán nản, ghé tai nói nhỏ với chị Nhàn. Chị có cách nào xin cho em nghỉ việc nhanh chóng một chút không? Em muốn nghỉ luôn để lo chuyện gia đình. Sao vậy? Có chuyện gì? Mày cứ bần thần như người mất hồn hả? Nói thật với chị, đến nước này em không có muốn giấu nữa. Dù sao cũng quyết nghỉ việc. Chồng em nó ngoại tình, có con riêng luôn rồi chị à. Em muốn nghỉ việc để kiện cáo nó. Chị là tổ trưởng, chị duyệt cho em đi. Thiệt tình à? Có thiệt không? Mẹ kiếp, chồng mày ngoại tình. Vậy rõ ràng chưa? Đem ra ánh sáng chưa? Bè bét hết rồi chị à. Em đi làm không có tâm trạng gì,
chị giúp em duyệt lương tháng này ngang, cho em nghỉ ngơi mấy hôm. Sau này lo xong thủ tục ly hôn, em tìm được việc khác làm, em không thể chống cự thêm được nữa. Dẹp hết đi, mày cứ về lo chuyện gia đình, nộp hết giấy tờ đây. Tháng sau vẫn có lương, vẫn có bảo hiểm, tao lo hết cho mày. Nếu thằng chồng mày nó mất dạy khốn nạn, mày alo cho tao, tao gọi mấy chị em trong tổ đến đập một trận. Mày kiếp, nghe mà tao tức à. Em cảm ơn chị, vậy chị thu xếp giúp em nghe. Chiều nay em nghỉ làm luôn. Chị Nhàn, em cảm ơn chị, suốt 4 năm qua luôn chỉ dạy và che chở cho em. Khổ cái thân mày quá đi Kính à. Đôi mắt chứa chan sự chia sẻ kia, Kính nhìn và thấu hiểu. Giờ đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cô cũng biết rõ họ đang nghĩ cái gì. Cô nhạy cảm đến đau thương. Buổi chiều tan làm, Kính nhẹ nhõm nhìn lại công ty lần cuối. Không ai biết cô rời đi, cũng không ai thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Người ta còn bận rộn, ai cũng có bi thương, không ai là hoàn toàn hạnh phúc. Nghĩ vậy để bớt khổ tâm, Kính đón con gái, mua cho mình một cái điện thoại cục gạch đời cũ, làm lại cái sim điện thoại và gọi ngay cho Nhung, gọi cho ba mẹ để họ an lòng. Trong ngực trái tim của cô có thể đau buốt, nhưng nhất định gia đình cô không thể biết điều này. Buổi trưa, vì lo lắng cho nhân tình nên Hải trở về chung cư năn nỉ cô nhân tình tên Tươi ăn uống, nhưng liền bị ả cho hắn ra rìa. Hắn không còn cách nào khác, đành phải gọi cho bà Vinh năn nỉ. Mẹ, cháu đích tôn của mẹ nhịn đói cả đêm rồi, vợ con không có chịu ăn uống, mẹ tìm cách dỗ dành cổ giúp con với. Bà Vinh hốt hoảng khi nghe con trai gọi nhân tình là vợ, nhưng giây lát lấy lại bình tĩnh, bà ném cả cái kéo cắt bông xuống đất, một tay nghe điện thoại, một tay chống nạnh thở dài. Tóm lại là mày có mấy vợ hả? Mày nói để mẹ còn biết đường. Lớn rồi chứ không phải con nít nữa đâu mà dỗ dành. Không ăn thì chết đói. Mẹ đừng có nóng, lại mất cả cháu đích tôn bây giờ. Chiều nay con có nhiều việc lắm, họp hành khẩn cấp. Mẹ chịu khó vào nội thành với con Tươi giúp con nghe. Chiều tối con về, con chở mẹ về lại nhà. Thôi được rồi, vì cháu đích tôn nhà họ Vũ. Để tôi qua đó, tôi mua cho con dâu tương lai mấy cân cá hồi, nấu cháo ăn cho dưỡng thai. Dạ, mẹ của con là nhất đó, để con gửi địa chỉ cho mẹ nghe. Cứ đi taxi là tới tận nhà mẹ. Con dặn bảo vệ đi chìa khóa cho mẹ luôn rồi đó. Ừ, được rồi, lo đi làm việc đi. Tối gặp, mẹ sẽ nói chuyện về con Kính sao? Bà Vinh tắt máy, nhìn cái bình bông đang cắm dở dang cũng không thèm cất gọn đi. Bà lục đục chân tay, quần quần áo áo để vào nội thành thăm con dâu mới. Bà không hề biết hành động xấu xa này chính là tiếp tay cho Hải gây ra cái chuyện vô đạo đức, nhà dột từ nóc, cho nên làm gì có cái chuyện tích đức về sau. Hải thở dài nhẹ nhõm, quay lưng tính rời đi, thì đập vào mắt của hắn lúc này chính là mảnh vụn của cái điện thoại mà Kính để lại. Hắn cúi đầu lượm lấy, lắp ghép cho ra hình thù, sau đó bật nguồn điện thoại. Cái Samsung đời cũ của Kính vẫn chạy bền theo năm tháng. Những thông tin trong cái sim đã bị mã hóa báo lỗi, nhưng những thứ có sẵn trong điện thoại vẫn còn đây. Hắn nghĩ có lẽ Kính đã gọi lên tổng đài để báo mất sim. Hải không quan tâm cái điều đó. Cái thứ hắn quan tâm lúc này chính là mấy tấm hình và video được lưu trữ trong cái điện thoại này. Hắn bần thần suy nghĩ, không biết Kính đã kịp gửi cho ai hay chưa. Nỗi suy nghĩ đen tối giằng co lấy hắn. Vậy nên hắn quyết định tối nay sẽ đến tìm Kính và hỏi cô cho ra lẽ mọi chuyện. Hải rời đi khoảng tầm 2 tiếng, bà Vinh mới xuất hiện trong ngôi nhà của cặp nhân tình gian dối. Bà ta lay quay nấu cháo cho con dâu mới. Bà gọi cửa phòng ngủ ầm ầm, mới thấy con Tươi ủ rũ tóc tai, nó đó đầu bước ra ngoài. Bác là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Anh Hải đâu? Bác là mẹ của Hải. Con ra ngoài này ăn cháo đi, không có lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng chứ. Dạ. Tươi hốt hoảng,
rồi cầm cái điện thoại trong tay nhắn tin cho Hải. Ả đang run rẩy trong lòng, không hiểu tại sao lại có sự xuất hiện của bà mẹ chồng tương lai ở đây. Ả còn chưa ra mắt chào hỏi, hành động này có phần ngại ngùng và kỳ quái. Bà Vinh bưng cái chén cháo nóng hổi đặt trước mặt cho tươi, nhìn Ả từ trên xuống dưới một lượt, rồi bà cười nhạt thăm hỏi. Mấy tháng rồi? Dạ con được 3 tháng rồi bác. Con mới siêu âm tuần trước là con trai. Bác biết là con trai, thằng Hải đã kể hết rồi. Nè, ăn cháo đi cho nóng, cá hồi đó, tốt cho cả mẹ lẫn con. Dạ, con cảm ơn bác. Bà Vinh khắc khe khó chịu với kính bao nhiêu thì lại có cảm tình ngay với đứa con gái trước mắt bấy nhiêu. Đứa con gái này trắng đẹp dễ chịu, ăn nói nhẹ nhàng, vừa ăn vừa hỏi thăm. Con xin lỗi, lại gặp bác trong hoàn cảnh này. Nhưng mà anh Hải đã lừa dối con, làm cho con giận. Anh ấy chưa có ly hôn với vợ cũ, vậy mà luôn miệng nói đã ly hôn mấy năm trước. Con... nên con... Bác hiểu. Bác rất hiểu cho con. Cho nên bác mới phải có mặt ở đây để bảo lãnh cho thằng Hải. Nói thật với con nghe, là vợ chồng nó không có mặn mà với nhau 4-5 năm nay rồi. Chỉ là thằng Hải nó thương đứa con gái nên vẫn cố sống cho có tình có nghĩa. Con thấy đó, nếu không có tiền của thằng Hải chu cấp, vợ con nó làm sao mà sống được, nó phải bám víu lấy chứ. Hôm qua chị ấy tới đây quậy phá, con sợ lắm bác à. Không có gì phải sợ hết. Bác bảo kê cho con, ăn cháo đi cho nóng con à. Vậy làm sao con với thằng Hải lại quen nhau được? Dạ con... con với anh Hải quen nhau tại công ty. Con mới ra trường đi thực tập tại công ty của ảnh. Bác còn muốn biết cái gì nữa không? Nè, hỏi thì hỏi thăm qua lại vậy thôi. Vậy con mới 21-22 tuổi thôi ha. Còn trẻ, còn khỏe. Có khi vẫn đẻ được mấy đứa cháu cho bác đó chứ. Bác mong có nhiều cháu hả? Ừ, mong lắm. Không giấu gì con. Thằng Hải là con trai duy nhất của nhà bác. Sau nó... còn đứa em gái đang đi du học. Nhà bác không có thiếu kinh tế, chỉ mong có nhiều cháu chắc để chăm sóc thôi. Cho nên cháu không cần lo nghĩ gì nhiều về tiền bạc. Cứ đẻ đi, bác nuôi hết cho. Vậy thì còn gì bằng nữa. Con với anh Hải chỉ cần ăn với đẻ là cũng vui nhà vui cửa rồi. Chứ còn gì nữa. Con kính nó ngu dại, không chịu đẻ thêm, nên bác cứ để cho nó tự bơi, là nó hành hạ bản thân, tự đi làm, tự chi trả cuộc sống. Nó tưởng lấy được tiền của nhà bác dễ à. Nói đến đây, bà Vinh sực tỉnh vì mình đã lỡ lời. Liền thúc giục con dâu tương lai ăn cháo cho nóng, rồi ngồi quan sát tỉ mỉ, đánh giá và phán xét. Bà đang dương oai với tình nhân của con trai, thèm khát một đứa cháu trai đến mù quáng, mở miệng câu nào thối quắc câu đó, càng mượn danh của kính để chê bai cô và ra oai cho bản thân mình. Bà đâu có biết, trong cuộc sống này đâu có ai được chọn nơi mình sanh ra. Kính sanh ra ở vùng quê nghèo đâu phải lỗi của cô. Cô làm dâu bà Vinh cũng không phải lỗi của cô. Tất cả chỉ vì niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc mà Hải đem tới. Giờ đây cô mới thấm thía bội phần. Buổi tối sau khi tan sở, Hải hùng hổ tìm đến căn nhà ấm cúng trước đây. Chìa khóa có sẵn nên không ngại ngần xông vô, ném cặp táp xuống bàn uống nước, quát tháo với kính. Cô nói cho tôi biết đi, những tấm hình và video trong điện thoại của cô đã gửi cho ai? Mật khẩu Zalo và Facebook của cô là cái gì? Nói ngay. Kính đang lay hoay nấu ăn, con gái lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quang cảnh vẫn y như diễn ra hàng ngày, chỉ có một thứ khác, chính là Hải. Mỗi ngày anh lại khác đi một chút. Cô không vội trả lời. Cô vẫn xào nấu thức ăn, xả nước rửa rau, ngó lơ trước lời nói của tên Hải. Hắn không thể chịu đựng được thêm, bước tới gần quát tháo. Nói ngay, cô gửi chúng cho ai? Anh nhỏ tiếng cho con bé Chip nó ngủ. Tôi gửi cho anh Lâm hết rồi. Anh có xó hay đập bỡ cái điện thoại của tôi thì cũng vô ích thôi. Tôi sẽ kiện anh tội ngoại tình. Anh phải trả giá cho những gì đã làm. Cô nói cái gì? Kiện thằng này? Lấy cái gì mà kiện? Cô có tiền để kiện sao?
Một đứa nghèo mạt như cô, với một gia đình không có nổi tiền để phẫu thuật như cha mẹ của cô, mà đòi kiện cáo hay sao? Anh đừng có nói nhiều, đừng có quát lên. Bé Chip nó mệt, cần được nghỉ ngơi. Tôi không có tiền, nhưng anh Lâm có tiền, con Nhung có tiền, họ sẽ giúp tôi. Bữa nay cô lôi kéo cái tụi nó vào chuyện riêng cá nhân của cô rồi sao? Đúng là không biết xấu hổ. Cô đã nói gì với tụi nó? Cô đã nói cái gì? Hải sừng cô lên, túm lấy tạp dề của Kính, kéo cô đối diện với gương mặt đáng sợ của hắn, tiếp tục dằn dò cái áo của cô, quát vào mặt cô những lời tục tiểu khó nghe. Nói mau, cô muốn cái gì? Anh điên hả? Anh làm sai với mẹ con tôi thì tôi thu thập bằng chứng để kiện cáo anh đó. Tôi không có hề vu oan cho anh hay phản bội anh. Anh sừng cồ với tôi hả? Anh quát nạt ai chứ? Chó má thiệt mà. Mày muốn kiện tao về tội ngoại tình chứ gì? Tao nói cho mày biết, thằng Lâm là bạn của tao, đã mãi mãi ủng hộ và bên cạnh của tao. Mày sẽ không có được cái thứ gì hết, ngay có con Chip. Buông tôi ra, cút đi. Anh cút ra khỏi nhà tôi, đi. Mày dám đuổi tao hả? Cút nè, đồ mất dạy, láo toét. Cha mẹ không dạy dỗ được mày thì tao dạy, tao cho mày biết thế nào là mùi đời. Từng cú giáng như trời đánh liên tiếp chát vào mặt của Kính. Cô bàng hoàng giật mình, ném cả cái chảo thức ăn xuống đất, hai chân đứng không vững trước thái độ mạnh bạo của tên Hải. Hắn tát cô sướng tay, rồi lại tiếp tục kéo cô mạnh bạo, ép cô đứng úp mặt vào cái tủ lạnh. Dùng thân đàn ông lực lưỡng mà ghì sát thân ảnh của cô, hắn ức chế tay chân của cô như vũ bão, xé nát cái tạp dề đã cũ. Hắn ném tất cả những thứ vướng víu qua một bên, kéo cái váy hai dây mặc ở nhà của Kính lên cao, cứ như vậy dùng hành động thô bạo với cô. Anh điên rồi hả? Thả tôi ra. Đồ chó chết, buông tôi ra. Mày kêu tao là chó chứ gì? Được, hôm nay con chó này cho mày sướng. Mày không thể nào quên được tao. Khốn nạn, mày suốt ngày cứ né tránh tao. Hôm nay tao cho mày lên trời mà kêu than. Hải, anh thôi đi. Anh buông tôi ra. Vũ Văn Hải, anh điên rồi. Mặc kệ cho Kính điên cuồng gào thét, Hải một tay mạnh bạo giữ chặt cơ thể gầy yếu của vợ. Kính không thể cựa quậy, toàn thân bị ghì chặt đau đớn, nước mắt bắt đầu chứa ra mặn đắng, vết thương trên môi chưa kịp lành đã dội rách toạc, miệng chỉ có thể khóc lóc bất lực. Nhưng Hải không cho cô khóc, là hắn đang hả hê muốn làm nhục cô. Lâu lắm rồi hắn không được thỏa mãn, cả vợ và tình nhân đều khó ở. Tươi mang thai con trai của hắn, hắn nhẹ nhàng phòng tránh không dám đụng thân. Còn Kính, cô vẫn đang là vợ của hắn, hắn vẫn ngang nhiên chiếm đoạt lấy thân thể của cô. Mày khóc lóc cái gì? Thằng chó này đang làm cho mày sướng đây. Rên đi, rên lớn lên, đồ con điếm, mày có rên lên không? Khốn nạn, anh hiếp tôi, anh còn thua cả một con chó. Tôi sẽ kiện anh đến cùng cho chó chết. Kiện hả? Ta dễ dàng để cho mày kiện được tao sao? Kiện nè. Hải ra sức dồn dập, không nhẹ nhàng, không có nâng niu, cứ điên cuồng như vũ bão. Hắn nắm lấy tóc của vợ, giật liên tiếp từng nhịp theo cú thúc hạ thân. Hắn đang cười hả hê, hắn đang dồn máu nóng cho vật đàn ông ngạo nghễ của mình. Hắn chỉ muốn như vậy, hành hạ và chơi đùa với thân thể của người đàn bà. Hắn chê vợ tóc tai bê bết, ăn mặc quê mùa gớm ghiếc. Hắn chê vợ nghèo hèn, đẻ con cũng ốm đau, bệnh tật. Hắn chê ba người đầu ấp tay gối đủ điều, nhưng ra ngoài luôn tôn trọng thiên hạ, dù thiên hạ không có nấu cho hắn một bữa ăn nào. Là Kính bị quan tưởng, là cô ngu ngốc luôn tin vào lời nói của hắn, tất cả là do cô. Anh cút đi, tránh xa tôi ra, đồ bẩn thỉu đê hèn, chung chả với đàn bà bên ngoài thì tránh xa tôi ra. Già miệng, ta tưởng mày hết cảm xúc rồi chứ. Hôm nay ta cho mày biết thế nào là yêu đương cuồng nhiệt, thế nào là tình dục thăng hoa. Mày chỉ cần trên thôi là đủ rồi, mày phải nghe theo tao. Kính dùng dậy bất lực, hai chân muốn quỳ xuống đất cũng không nổi. Hải quá mạnh so với cô, hắn vẫn nắm chặt lấy mái tóc sơ rối của cô. Cứ như vậy giày dò, cứ như vậy mà dần dũ không tha. Cô khóc lớn hơn, cô không có rên la, không có cầu cứu nữa. Cô thật lòng muốn hắn được thỏa mãn để buông tha cho cô. Cô phẫn nộ cùng cực, bản thân không có một chút cảm xúc ân ái, sự tổn lộn phát ra từ lời nói của hắn, thật sự rất là bẩn tai.
Tên Hải không dừng lại, hắn càng ra sức chúi đầu của Kính vào tủ lạnh. Trán của cô cọ sát đến đỏ ửng, thân thể đàn bà 45kg không có thể làm gì một thằng đàn ông gần 80kg như tên Hải. Hắn đang ra sức nhấp nhô từng đợt như vũ bão, thì đột nhiên giọng hét của Chip khiến cho hắn choàng tỉnh. Giọng hét chất chứa cả những phẫn nộ điên cuồng. Con bé khóc thét chạy từ phòng ngủ ra bếp. Kính chết trân cựa đầu quay lại nhìn con. Biết Hải đang bất ngờ, cô vội vàng quay người thoát khỏi thân thể của hắn. Nhanh trí cầm cái tô đựng canh đập mạnh vào đầu của hắn. Cái tô bể choang thành từng mảnh nhỏ, khiến cả Hải và Chip đều tròn xe mắt thất kinh. Con bé bàng hoàng chưa kịp nói câu gì liền lăn đùng ra ngất xỉu. Kính không hiểu chuyện gì xảy ra với con, chạy tới ôm chầm lấy bé Chip mà gào thét. Thằng Hải bị choáng đầu, hai tay vịn vào bồn rửa chén say sẩm. Vết máu nhỏ đang chảy trên thái dương, hắn không kịp kéo quần, vội tìm cái điện thoại để gọi 115, đưa con gái đến bệnh viện. Tất cả mọi ân oán giận hờn trả đũa đều phải dừng lại vì con gái. Kính hận bản thân không kịp suy nghĩ đến bệnh tình của con gái, chỉ cần một chút xúc động tai họa sẽ giáng xuống đầu cô. Lần này cô sai thật rồi, hàng ngàn vạn lần là cô sai. Đưa Chip vào bệnh viện tim. Lúc 8 giờ tối, xung quanh yên ắng, không có bệnh nhân cấp cứu, nên con bé được kịp thời thăm khám, cũng may chỉ là ngất xỉu do bị sốc tâm lý. Vị bác sĩ già quen thuộc dặn dò vài câu rồi cho bé Chip nhập bệnh viện theo dõi. Kính thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi túc trực bên con. Nhìn qua tên Hải sốt sắng đôi phần, Kính hạ giọng đuổi người. Anh đi về đi, khi nào con xuất viện tôi sẽ tìm anh nói chuyện. Tôi mới vừa gọi cho bà nội Chip, lát nữa bà ghé qua thăm bé Chip, rồi tôi sẽ chở bà về nhà. Dù sao cũng là cháu nội của bà lo cho nó. Vậy anh ở lại với con, tôi đi xin y tá bộ quần áo mặc vô, mặc cái váy hai dây thế này người ta dòm ngó. Hải cũng chỉnh trang lại quần áo của mình, gật đầu đồng ý. Nhìn con gái mấp máy đôi mắt, hắn cũng hiểu rõ con bé sắp tỉnh. Kính mới rời đi được mấy phút thì bà Vinh xuất hiện. Ở bệnh viện đông người nên bà ta không dám nổi nóng, kéo Hải qua một bên dặn dò. Mày về với vợ và con trai đi chứ. Hồi tối con Tươi nó ăn được một tô cơm đó. Cứ kệ mẹ con nhà này đi, mẹ tự đi taxi về ngoại thành cũng được. Con cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà cổ hết giận con. Con nói dối công ty có việc gấp nên chưa có về được. Mẹ ở lại với bé Chip một lát rồi về, dù sao nó cũng là máu mủ nhà họ Vũ. Trời ơi, máu mủ, nhưng cũng chỉ là con gái, ngữ đàn bà thì làm được cái gì. Rồi cũng như con hoài em của mày đó, đi học rồi lấy chồng là mất hết, được cái gì mà máu với mũ. Kính vừa về đến phòng bệnh, cô nghe rõ mồn một lời của mẹ chồng. Nực cười ở trong lòng, cô ngang nhiên bước vào lên tiếng không chút sợ hãi. Con gái thì sao hả mẹ? Không phải đàn bà có thể đẻ ra được đàn ông sao? Không có đàn bà thì đàn ông chui ra từ đâu? Con với con trai của mẹ cũng sắp ly hôn rồi, con không có kiêng nể gì mẹ nữa đâu. Mày giỏi ha? Mày cãi tay đôi với tôi nữa hả? Con không có giỏi thì ai giỏi hả mẹ? Một thân nuôi con, cho chồng đi gái gú ở bên ngoài, một thân nuôi cháu nội cho mẹ, một thân đối đãi hai bên gia đình, con quá giỏi đó chứ. Mẹ khen thì con nhận. Trời đất ơi, nhìn xuống mà coi con dâu nó cãi mẹ chồng chém chém đây nè. Mấy bà mấy chị mà nhìn vào xem, nó là con dâu của tôi đó, mất dạy như vậy đó, nên chồng nó bỏ là đúng mà, chối cãi sao được. Kính cũng không có để tâm lời nói của mẹ chồng. Dù sao cũng ly hôn, cô không còn sợ gì hết. Cái thứ kinh tởm nhất cũng trải qua rồi. Đánh đập hay vũ lực, hiếp dâm cô cũng trải qua rồi. Bây giờ đây cô còn sợ cái gì? Không sợ gì hết, để mặc cho bà ta kêu gào. Cô sờ trán nắm tay của con gái. Giờ đây cô chỉ quan tâm đến máu mủ ruột thịt của cô mà thôi. Bé Chip từ từ mở mắt, miếu máu gọi mẹ. Mẹ ơi, đừng có đánh ba đau đó mẹ. Ừ, con tỉnh rồi hả? Con có đau ở đâu không? Con khó chịu ở chỗ nào, nói cho mẹ nghe.
Không để cho bé Chip trả lời mẹ, bà Vinh nghe thấy con dâu đánh con trai của mình, không biết đầu đuôi sự việc ra sao, liền sừng cổ lên chất vấn. Cái gì? Con Chip vừa nói cái gì? Mày dám đánh chồng sao? Mày dám đánh con trai của tao hả? Mày nói đi, ba mẹ của mày dạy mày như vậy hả? Cái tiếng quan này khó giải thích. Bé Chip nhìn thấy mẹ đánh cha là sự thật. Vết máu khô còn dính trên thái dương của thằng Hải. Chuyện này có đến 10 cái miệng, Kính cũng không thể giải thích cho thông suốt. Cô bèn cúi đầu xin lỗi mẹ chồng, rồi chuyển hết tội cho Hải. Con nít chỉ nói điều nó nhìn thấy, còn những gì nó không nhìn thấy, mẹ cứ hỏi anh Hải thì rõ. Con không có muốn làm lớn chuyện ở bệnh viện, mong mẹ thông cảm. Đúng là mất dạy mà, tới chồng còn dám đánh. Mẹ chồng thì bị cãi tay đôi, thì mày còn coi ai ra cái gì nữa? Để tao gọi về cho ba mẹ của mày, để họ biết con gái quý quá của họ khủng khiếp đến như thế nào. Mẹ à, dừng lại đi. Chuyện này liên quan gì tới ba mẹ của con? Sao không liên quan? Họ liên quan gì đẻ ra cái ngữ con cái như mày đó? Đúng là nhà dột từ nóc mà. Người nhà quê thì chỉ đẻ được cái thứ nhà quê thôi. Mày học cái thói vũ lực ở đâu ra mà dám đánh chồng? Học từ cha mẹ của mày phải không? Tao là ngứa gan quá rồi đó. Bà Vinh không quan tâm nguồn cội. Bà cũng mặc kệ con dâu giải thích. Bà bước vội ra ngoài hành lang bệnh viện, móc túi xách lôi cái điện thoại, gọi điện ngay cho bà thông gia mách lẻo. Dù Kính có khấn trời Phật thì bây giờ đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Lúc này trong bệnh viện, bà Lan đưa mắt nhìn cái cục gạch nhấp nháy, bà cũng không chần chừ ấn nút nghe. Alo, tôi nghe. Bà thông gia đó hả? Tôi đây. Tôi là mẹ chồng của con gái bà đây nè. Không biết bà có lưu số điện thoại của tôi hay không ha? Dạ, tôi có lưu số chứ. Ông bà vẫn khỏe mà, phải không? Bà Lan vui mừng trong lòng, cứ nghĩ ông bà thông gia biết chuyện ông Toán bị ngã gãy xương nên mới gọi điện hỏi thăm. Có ai ngờ, bà Lan vừa nói dứt câu thì bà Vinh đã xả ra một tràng bất mãn. Chúng tôi làm sao mà khỏe nổi, không thể hít thở được với con gái của ông bà đâu. Nó đánh cả chồng nó đó. Nó khiến thằng Hải chán nản mà bỏ vợ, bỏ cả con. Ông bà thông gia nên lôi nó về dạy dỗ lại giùm tôi đi. Tôi không có dám nhận nó làm con dâu nữa. Không biết nó mất nết giống ai trong nhà. Tôi rồi nhất quyết trả dâu. Bà thông gia, bà vừa nói cái gì? Con gái tôi đánh chồng sao? Con Kính nhà tôi, nó đánh thằng Hải à? Làm sao có cái chuyện đó được? Vậy con rể có bị sao không? Bà không có nghe lầm đâu. Tôi gọi điện để trả con gái về cho ông bà đó. Về đó rồi dạy dỗ lại cho nên người. Hôm nay tôi mới dở lẽ ra, tưởng nó là nhà quê ngoan hiền, có ai ngờ. Vậy thôi nghe, cúp máy à. Kính không kịp chạy ra ngoài để ngăn cản cuộc điện thoại này. Bé Chip cứ ghì chặt lấy tay của cô. Đến lúc trấn an dỗ về được con gái thì bản thân đã không có thể quay ngược được thời gian. Bà Vinh vừa bấm nút tắt điện thoại, nhìn sang con dâu với gương mặt đắc ý. Làm sao? Mày muốn đánh cả tôi hả? Có phải hay không? Mẹ vừa nói gì với mẹ con đó? Tại sao mẹ lại không có chịu nghe con giải thích? Anh Hải ngoại tình có người đàn bà khác, mẹ đã hỏi anh ấy chưa? Hay mẹ chỉ biết binh vực con trai mẹ một cách mù quáng? Con trai mẹ đánh con không có hề nhẹ tay đâu, mẹ đã hỏi hay chưa? Lão tét, mất dạy. Mày muốn lên mặt dạy đời tao đó hả? Nó đánh mày lúc nào, bằng chứng đâu? Mẹ nhìn cái miệng của con đi, nhìn cho kỹ nè. Là Hải tát con đó, là con trai của mẹ hành hung con đó. Tụi con đang rơi vào khủng hoảng hôn nhân, ly hôn, con sẽ làm ngay. Nhưng con sẽ kiện con trai của mẹ lên kiện đến cùng. Bà Vinh căng mắt để nhìn vào cái vết rách trên miệng của Kính, trong lòng có chút chột dạ. Vợ chồng đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, có gia đình nào mà chén đũa không va chạm với nhau đâu. Nhưng bà chỉ biết binh vực con trai mà đưa tay gạt phăng hết lời nói của Kính, khinh thường cô đến giây phút cuối cùng. Mày làm vợ, không biết chăm sóc cho chồng, không yêu thương nó, thì nó đánh cho là phải rồi. Tôi không có binh cô được. Còn cô muốn kiện hả? Cô nhìn lại con Chip coi, nó có chịu nổi hay không? Hay là cô muốn con gái của cô đau tim tới chết? Là mẹ mà ngu ngốc, chồng bỏ cũng không có oan uổng cái gì đâu. Tôi mà nói sai cho cô hả, tôi không có làm mẹ chồng của cô nữa. Con cũng chịu hết nổi rồi, con bây giờ đây cũng buông bỏ hết rồi mẹ. Thật may mắn vì không còn phải làm con dâu của mẹ nữa. Mẹ cũng nên buông tha cho con được rồi. Từ nay
xin mẹ đừng có can thiệp vào chuyện riêng của con nữa. Đừng có một chút là gọi về cho a mẹ con. Ông bà ngoại của bé Chip cũng đang rất mệt mỏi rồi. Ghê chưa? Cháy nhà mới loại mặt chuột mà. Bây giờ tôi biết vì sao cô đã ăn tát rồi. Muốn binh cũng không binh nổi. Bây giờ thì mặc kệ nghe. Cô muốn làm cái gì thì làm. Tôi ủng hộ con trai tôi. Bỏ vợ, bỏ càng sớm càng tốt. Đã không biết đẻ lại còn mất nết. Cô mà rời thằng Hải một bước thì chỉ có chết thôi. Bà Vinh không nói thêm nữa, bước vào phòng bệnh, nhìn cháu nội thở dài, rồi kéo tay Hải ra về. Bé Chip nắm tay cha, cũng không thể ngăn cản được bàn tay dứt khoát của bà nội. Con bé buồn tuổi gọi ba trong vô vọng. Mặc kệ tiếng gọi của con gái, Hải và bà Vinh bước dài chân, thẳng lưng rời đi. Kính chạy vào với con gái, ôm con vào lòng xót xa. 9 giờ tối, bệnh viện thưa thớt người qua lại, nhưng trái tim của hai vợ chồng lại chật chội bi thương. Chồng không ở lại với vợ con, vợ cũng không có níu giữ thêm làm gì cho mắc nợ. Chỉ tội nhất là đứa con gái ốm yếu gầy trơ xương, đang khóc lóc van nài một trái tim, nay đã thuộc về gia đình khác. Điện thoại đổ chuông dồn dập, nhưng nhìn thấy hai chữ mẹ yêu nhấp nháy. Kính không dám nghe máy, cô sợ bà Lan hỏi chuyện, cô sợ không có thể kìm được nước mắt khi mẹ ruột chất vấn. Nhưng tiếng chuông kia không có chịu yên, mỗi lúc càng đốc thúc dồn nén đến bức thở. Cô không thể để mẹ lo lắng, đành phải bắt máy với giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản hết sức. Con đây mẹ. Là thế nào hả? Tại sao bây giờ mới nghe máy? Mọi chuyện là thế nào? Bà thông gia nói với tao ở chuyện tài đình vừa rồi là thế nào hả? Mày nói cho mẹ nghe ngay lập tức. Giọng nói của bà Lan đến 10 phần tức giận. Có lẽ bà đang cố gắng hít thở để không bị cơn tức nó chèn ngang cuốn họng. Kính không thể giấu mẹ vào lúc này. Những gì mẹ chồng phát ngôn vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cách xa mẹ ruột bằng cả một đường dài, Kính chỉ có thể trấn an bà qua cái loa có điện thoại. Mẹ bình tĩnh, con không có sao, con và bé Chip vẫn ổn mà. Mẹ không hỏi mày có làm sao hay không, mẹ không có quan tâm. Mày nói đi, mày đánh chồng hả Kính? Có phải mày đánh thằng Hải hay không? Con chỉ cầm cái tô đập nhẹ vào đầu anh ấy thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tại vì... Không có để cho Kính được giải thích, không có cơ hội được trình bày sự việc, bà Lan không biết cháu ngoại đang nhập bệnh viện vì bị ngất xỉu, lại tiếp tục trách mắng con gái. Lời nói càng thậm tệ, càng điên loạn. Vì cái gì hả? Tại sao mày lại đánh chồng? Mày chán sống rồi phải không? Mày để cho mẹ chồng gọi điện bắn vốn cho tao. Tao và ba của mày đang chật vật ở trong bệnh viện, còn chưa đủ khổ hay sao? Mày có não để trang trí đầy đủ bộ phận ở trên đầu thôi hả? Tại sao con biết suy nghĩ trước sau? Người ta trả con gái về nhà ba mẹ đẻ rồi đó, mày thấy nhục chưa? Mẹ, mẹ nghe con giải thích cái đã. Tao không thể bình tĩnh hơn được nữa. Ba mày mà biết chuyện, ông ấy sẽ chết trên giường bệnh đó. Lúc đó cho mày vừa lòng, về nhà ngay. Nội nhật ngày mai mày phải về nhà gặp tao. Mẹ bình tĩnh lại, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Con biết rồi, ngày mai con sẽ về nhà, con sẽ giải thích mọi chuyện cho ba mẹ hiểu. Mẹ đừng có tức giận nữa. Bệnh huyết áp cao của mẹ chưa có ổn, con sẽ về, con sẽ nghe mẹ. Mày không có biết thân biết phận, sao lại đánh chồng chứ? Thằng Hải nó như vậy, mày còn muốn cái gì nữa hả? Mày liệu hồn gọi cho bà thông gia mà xin lỗi đi, làm ngay đi. Con... Không kịp cho Kính phản biện và giải thích, bà Lan đã tắt máy và bước lại thăm hỏi ông Toán. Thấy chồng xoay người cử động với cơn đau nhăn nhó, bà lại càng không dám cho ông biết sự thật. Trong lòng nóng như lửa đốt, cũng cố gắng trấn an chồng. Có người mẹ nào chịu được cuồng nộ khi bị thông gia gọi điện mắng chửi xối xả không? Chắc trên đời này chỉ có mỗi gia đình của bà thôi, trèo cao thì té nặng. Câu nói này muôn đời đúng. Ngày sáng hôm sau, sau khi thăm khám cho bé Chip ổn định, hai mẹ con lại khăn gói lên xe khách về quê. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà mái ngói đỏ, cái nắng ban trưa như xé nát cõi lòng chất chứa ưu phiền của Kính. Cô đưa con vào nhà nghỉ ngơi, Jero nấu nướng dọn dẹp, lay quay cũng chờ được bà Lan từ bệnh viện trở về. Bà không nói không rằng,
không nể mặt cháu ngoại đang ngơ ngác chào hỏi, vào trong bếp gắt gỏng với Kính ngay. Làm sao? Nói ngay đi. Tóm lại là thế nào? Sao mày không thương cha mẹ hả, Kính? Hôm nay mày đem cả con gái về ngoại đó nữa hả? Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Mới đi nắng về phải cẩn thận chú ý sức khỏe. Mẹ cùng con lên nhà đi. Con có pha nước chanh đường, mẹ uống một chút, rồi con kể chuyện cho mẹ nghe. Nhưng tao sốt ruột lắm rồi. Con Chip không có đi lớp học hả? Về quê nắng nôi thế này lại mệt nó đó à. Bé Chip nó đang mệt mẹ à. Đêm qua nằm ở trong bệnh viện, mẹ cứ lên nhà đi, con trình bày mọi việc cho mẹ rõ. Bà Lan lúng túng bước dội theo cái cú đẩy tay của con gái. Nhìn bé Chip xếp chân ngay ngắn trên giường coi tivi, bà chột dạ lại gần ngó nó. Nó làm sao? Lại tái phát bệnh cũ hả? Dạ, nhìn thấy ba mẹ tranh cãi nên bị khởi phát mẹ. Cái này là con sai, con không muốn đánh chồng, nhưng mọi thứ không có thể cứu vãn được nữa rồi mẹ. Con đánh chồng là vì tự vệ thôi, thật sự không có thể tiếp tục nữa đâu. Ý của con là cái gì? Có chuyện gì? Nói ngay cho mẹ, nhanh lên. Trước ánh mắt mong chờ thúc giục của bà Lan, Kính vừa rót nước cho mẹ uống, vừa bật tivi chiếu phim gọt hình để con gái tập trung theo dõi. Cô ngồi bên cạnh mẹ ruột, từng lời nói nhức nhối vang lên chậm rãi và chi tiết. Kính kể hết chuyện cảm xúc cô đang mang, về sự thay đổi của bản thân sau khi sinh con gái, kể về ấm ức tiền bạc, kể về hôn nhân khắc nghiệt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô không thể giấu giếm mẹ ruột thêm một giây một phút nào nữa. Hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay của mẹ, rấm rứt khi nói đến nhân tình của chồng. Cuộc đụng độ ở căn chung cư đó, làm sao cô có thể nói thành tiếng được chứ? Và ngay cả số tiền 100 triệu kia, cô đã trả cho hắn ta 50 triệu. Con bị anh ta và nhân tình đánh đuổi mẹ à. Cho con buông tay đi. Con không có thể giữ được cái cuộc hôn nhân này nữa rồi. Mày bình tĩnh lại coi. Nói cho mẹ rõ, tại sao nó ngoại tình? Là do con. Là do con bị bệnh, có phải không? Mày lãnh cảm với nó, đúng chưa? Chuyện này con... Nhắc lại chuyện cảm xúc của thân thể sau khi sanh con, Kính ấp úng khó diễn đạt. Cô chưa bao giờ thấy lúng túng như lúc này. Đó không phải là căn bệnh. Cô bị mất cân bằng nội tiết tố thì liên quan gì đến bệnh tật chứ? Là sao? Mày không cho nó đụng vào người nên chồng mày mới ra ngoài tòm tem với nhân tình, có phải không? Đó cũng là có thể là một phần lý do, nhưng mà không thể đổ hết tội lỗi cho con được. Mẹ, anh ta không có thể hành động thối nát như vậy được. Lý do là anh ta phản bội con, phản bội gia đình. Mày nghĩ đi, suy nghĩ cho thông suốt đi con à. Mày thấy có đứa con gái nhà quê nào được lấy chồng như con không? Mày nhìn coi, có ai không? 100 triệu cả đời này, mẹ và ba mày cũng không có dư giả. Mớ rau mẹ bán ở ngoài chợ cũng chỉ có 3-4 ngàn. Mày đang có được cả một gia tài mà không còn biết đường giữ. Mẹ, mẹ không hiểu con phải chịu nhiều ấm ức thế nào đâu. Kính bật khóc, ấm ức không được giải bày. Lời nói ra đến miệng vẫn bị mẹ ruột phê phán. Cô chậm rãi nuốt cục tức xuống cổ họng, rên rỉ phập phồng cánh mũi. Bé Chip không coi hoạt hình nữa, bước tới gần ôm lấy chân của mẹ. Con bé là người hiểu rõ nhất mẹ đang phải chịu tổn thương sâu sắc như thế nào. Ngoại ơi, ngoại đừng có mắng mẹ con nữa, mẹ bị bà nội mắng đó. Bị mắng là đúng, có cái gì sai đâu. Hai mẹ con ăn cơm nghỉ ngơi, chiều lên trên qua nhà ông bà thông gia xin lỗi ngay cho mẹ. Phải giữ được gia đình này, mẹ có hiểu không? Ba mẹ già rồi, bệnh tật liên miên. Mày mà ly hôn, mày mà tan vỡ là vô phúc. Cái nhà này người ta nhìn vô sẽ cười chê. Vô phúc lắm con, có hiểu không? Bà Lan hiền lành, nhu mì thường ngày, hôm nay đã hoàn toàn biến mất. Bà hùng hổ mắng chửi con vì bà lo cho cuộc hôn nhân của con gái tan vỡ. Cũng một phần lo cho gia đình của bà. Sóng gió kéo từ đâu đến mà dồn dập như thế này. Người làm mẹ, làm vợ như bà làm sao mà chống đỡ nổi. Con gái nuôi ăn học, lấy chồng sanh con, nhưng có lúc nào bà được yên lòng, vui vẻ, hòa thuận thì không sao. Cãi nhau sinh sự lại khiến cho vợ chồng bà như có lửa đốt ở trong lòng.
ngày nào cũng cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho hai đứa con bình an. Vậy mà bây giờ đây, con gái của bà, nó cãi nhau với mẹ chồng, nó đánh chồng, nó ly hôn, thì bà làm sao mà sống được? Chồng già thì nằm bệnh viện, thằng con trai thì chưa có việc làm ổn định, gánh vác còn đè nặng lên vai. Con rể là người thành đạt, có tiền nuôi vợ con, tại sao con gái của bà lại không biết trân trọng chứ? Mẹ à, vô phúc hay có phúc, người ta không có quyền phán xét, người ta nói gì kệ họ. Cái điều quan trọng con muốn nói ở đây là anh Hải muốn ly hôn, muốn chăm sóc cho gia đình mới của ảnh, con không có quyền lựa chọn nữa mẹ à. Vậy mẹ hỏi mày nè, mày đã cố gắng hiểu cho chồng mày chưa? Xuất phát điểm là lỗi tại ai? Nó muốn giải thoát là vì mày khó chịu, là do mày không có biết cách làm vợ, có phải vậy không? Mẹ không có hiểu con gái của mẹ sao? Con phải lo cho bé Chip bệnh tật, ăn uống, học hành. Con cũng đi làm kiếm tiền. Con từ bỏ ước mơ với hy vọng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nó không có hạnh phúc thì làm sao mà cố được hả mẹ? Mẹ nói vậy thì việc ngoại tình và có con với người khác là anh Hải không sai hả? Là do con hết hay sao? Mày còn già miệng nữa, mày còn cãi mẹ được sao? Nếu không phải do mày thì tại sao nó đi ra ngoài làm bậy? Bản thân mày làm vợ phải biết cách hâm nóng gia đình, giữ lửa trong bếp chứ. Ly hôn? Ly hôn xong mày làm cái gì? Con Chip sẽ sống như thế nào? Mày nghĩ tới chưa? Dĩ nhiên Kính đã nghĩ đến cái điều này. Cô không sợ cô đơn, không sợ nghèo khó, sống từ cái đói cái nghèo mà lớn lên. Giờ đây có cái gì mà sợ? Cô sẵn sàng thay đổi, dù cho sóng gió có tiếp tục ghé đến dùi dập. Cô vẫn tiếp tục đi làm, kiếm tiền nuôi con, có gì mà phải sợ. Nhưng dường như mẹ cô lại không tin cái điều đó. Lâu nay con vẫn sống tốt mà mẹ. Con sẽ vững vàng mà không có sợ thiên hạ hay bất cứ ai chê bai. Dĩ nhiên, tất nhiên rồi là họ không có chê bai mày. Nhưng họ nói vào mặt ba mẹ của mày nè, mày hiểu chưa? Bà Lan giận dữ hơn, uống hết ly nước chanh đường, thở dốc nói xa xả vào mặt của con. Mày ly hôn xong, mày có thể đi làm, trốn chui trốn nhủi trên thành phố. Nhưng mà còn ba mẹ của mày thì sao? Người ta ngày ngày chì chiết, nhìn thấy mặt ông bà già này lại tỏ vẻ ái ngại chê bai. Mày đi khuất mắt, nhưng mặt mũi của ba mẹ mày để đâu? Thì ra là mẹ lo cho mặt mũi của ba mẹ, chứ không có lo cho hạnh phúc của con. Nếu như ba ngoại tình, có vợ bé, có con riêng, mẹ có chấp nhận hay không? Nếu như mẹ rơi vào hoàn cảnh của con, thì mẹ sẽ phải như thế nào? Nếu phần lỗi là do tao, thì tao phải chấp nhận hết, mày hiểu chưa? Miễn là có tiền nuôi con cái ăn học nên người, mày nghĩ lương 5 triệu có đủ đóng tiền ăn cho con Chip hay không? Nước mắt của hai mẹ con thi nhau chảy như mưa, bà Lan cũng không có kìm được xúc động. Trong lòng của bà đang nghĩ cái gì thì bà cũng không rõ nữa. Bà chỉ mong mọi chuyện được suôn sẻ, con gái con trai, gia đình mãi êm đềm mà thôi. Mà đâu có biết gần đến cái tuổi chống gậy ăn trầu mà còn bị thông gia gọi điện mắng chửi, con gái 30 tuổi đầu mà sao lại ngu ngốc. Nhưng bà đâu có biết rằng con gái bà cam chịu, con gái của bà sống trong nội tâm dằn vặt. Chồng có làm đến chức trưởng phòng cũng đem tiền cho gái, chứ có đem gì cho vợ cho cháu ngoại của bà đâu. Vậy tại sao Kính không nói cho mẹ? Tại sao cô lại chỉ biết khóc? Phải nói ra cho mẹ nhẹ lòng, nói ra để tìm sự thấu hiểu chứ. Làm sao? Mày tỉnh ngộ chưa? Mẹ nói mày mới thấm, phải không? Không phải con tỉnh ngộ, mà con chấp nhận vì luôn nghĩ là do mình không có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của anh Hải. Nhưng bây giờ đây, con nói luôn, con nói cho mẹ hiểu. Anh Hải chỉ đem tiền cho gái, chứ không có chăm sóc con Chip, không có coi trọng tổ ấm mà con dung đắp nữa. Mẹ có biết anh ấy đòi ly hôn chỉ vì chu cấp cho Chip 2 triệu mỗi tháng hay không? Mày mà khôn lên thì không có ra nông nỗi này. Mẹ nhất định không có cho mày ly hôn. Mày phải xin lỗi thằng Hải đi. Kêu nó bỏ con bé kia đi. Nếu kéo nó về, mày là vợ trên giấy tờ mà. Mày sợ cái gì? Mày giữ cuộc hôn nhân này cho mẹ, để ba mày còn lo chữa bệnh. Con, mày... Con ơi là con, mày đừng có để mẹ bận lòng. Con thực sự không có hiểu, mẹ không thương con sao? Con cứ nghĩ về đây nói rõ mọi chuyện, mẹ sẽ là người đầu tiên ủng hộ con ly hôn, thấu hiểu bảo vệ cho con chứ. Mẹ còn bắt con níu kéo một cuộc hôn nhân tan vỡ, vậy là sao hả mẹ?
Mày thắc mắc cái gì? Nếu như ba mày có người khác, ta cũng phải chấp nhận. Vì mày và thằng Thiệu vẫn có đầy đủ ba mẹ, tương lai sẽ khác hơn cái ngữ mất cha mất mẹ. Còn Chip sau này cũng vậy đó. Có cha có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống của nó sẽ khác. Mày làm vợ 6-7 năm rồi, mày phải hiểu chứ. Con cái không có cha mẹ thì thiếu thốn nhường nào. Người ta khinh khi con à, hiểu chưa? Họ khinh kệ họ. Con phải sống cuộc sống của con chứ. Trước đây con không có biết hải tệ, con vẫn phục vụ chăm sóc gia đình. Giờ đây anh ta trở mặt thì con phải chọn lựa cuộc sống của con. Con không có sống vì thiên hạ. Con là người bị phản bội mới là người đau nhất. Tại sao phải nhìn vào thiên hạ dòm ngó mà sống chứ? Con không có sợ. Nhưng mà con Chip nó sợ. Nó bị bạn bè cười chê. Rồi mày nghĩ 30 tuổi rồi mày sẽ sống thế nào? Công việc có xin được vào cái chỗ tử tế nữa hay không? Già rồi con à. Mày không có giống con Nhung. Mày vướng bận, không có thể làm gì được hết. Quay về giữ lấy gia đình của mình đi. Tranh cãi một hồi thấm mệt, Kính thấy mẹ long lanh đôi mắt quát nạt. Cô không muốn đôi co hơn thua nữa, đành phải nhẫn nhịn hạ giọng xuống. Cô là phận con gái, không có được hỗn láo mất dạy. Mẹ bình tĩnh lại, huyết áp cao lại khó chịu. Con Chip nó cũng sợ theo. Con sẽ từ từ nói chuyện. Mẹ đừng có căng thẳng nữa. Con cũng không có gay gắt nữa đâu. Mẹ sức khỏe quan trọng hơn. Mày lo cho mẹ và cho ba thì phải suy nghĩ lâu dài. Quay về giữ lấy thằng Hải, dùng pháp luật tống cổ con yêu tinh kia đi. Phải giữ lấy cái thứ mà mình vung quén lâu nay con à. Mẹ, con thật sự không có còn yêu chồng con nữa. Con bị anh ấy coi khinh, con bị anh ấy đánh nhiều lắm. Con không thể cam chịu được. Như vậy là ngu ngốc đó. Vậy con nghĩ xem, tất cả các cặp vợ chồng ở trên đời này đều yên bình hạnh phúc à? Đó chỉ là cái vỏ bọc thôi con à. Chỉ là cái mác đánh lừa thiên hạ thôi. Con hiểu chưa? Giọng của bà Lan nhẹ đi mấy phần. Bà cầm tay con gái, tiếp tục giảng dạy cho cô về cuộc đời, về hôn nhân và trách nhiệm của một người phụ nữ. Trước lúc cưới nhau thì có thể mở mắt lớn ra để mà nhìn, để thấu hiểu và đưa ra quyết định. Còn bây giờ, các con cưới nhau cả 6 năm trời rồi, không có thể mở to mắt được con à. Mở he hé mắt thôi. Nói cho cùng, phải cố mà nhắm mắt lại. Cùng lắm con nhắm tịt lại cho mẹ đi. Phải nhẫn nhịn cho qua tật xấu. Là con yêu, con chấp nhận mà. Có ai ép con cưới thằng Hải đâu. Bây giờ phải sống vì con gái, vì trách nhiệm gia đình. Nếu có gì cũng rõ ràng, thì đất nước Việt Nam này, người ta ly hôn hết à. Con hiểu chưa? Kể cả khi anh ấy mắng chửi khinh rẻ con, kể cả khi mẹ chồng ghét bỏ và hắt hủi con sao? Thì con sai, con phải sửa. Một lần nữa thôi, quay về xin lỗi mẹ chồng con đi. Con đánh chồng chảy máu đầu cũng là con quá nóng nảy. Phụ nữ phải mềm mỏng như nước, phải dùng sức mạnh trời ban, xinh đẹp, dối gian và không được tầm thường. Con coi đó, con có tất cả mấy cái thứ đó không? Con nhìn lại mình đi. Bà Lan nhìn chăm chú vào Kính, từ trên xuống dưới một lượt, cầm bàn tay khẳng khiu gầy gò của cô mà thở dài. Con đã già nua, mặt mày xám xịt, người không có mùi thơm tự nhiên, tay chân thì lông lá, mẹ chồng con không có thích, một phần là do bà ấy chê con quê mùa, một phần cũng là con không có chịu cố gắng, phải thay đổi đi con à, nghe mẹ một lần đi. Tại sao lúc này lòng cô lại hoang mang đến khó tả? Từng dây thần kinh như muốn đứt đoạn. Mẹ cô nói kìa, bà muốn cô nghe lời bà một lần. Vậy có ai lắng nghe lời cô nói không? Hôn nhân của cô toàn là nước mắt, không có ân ái mặn nồng, không có sự thấu hiểu. Người chồng lạnh lùng băng giá. Hắn cười đùa bên ngoài vui vẻ với thiên hạ, nhưng khi về nhà ngay lập tức nặng mặt với vợ con, bạo hành ngôn từ, chân tay đụng chạm. Vậy mà bà còn bắt cô cấp cứu cho cuộc hôn nhân này được sao? Cấp cứu cái gì nữa? Cho nó hấp hối luôn đi chứ. Điều đơn giản như vậy tại sao mẹ cô lại không có chịu hiểu cho cô? Nghĩ ngợi một lúc, Kính thở dài làm như đồng ý với bà Lan. Con hiểu ý của mẹ nói. Dù sao mẹ cũng thật khinh thường con ruột của mình. Mẹ binh con rể chầm chập như vậy. Vậy mà anh ta không biết. Ba nằm bệnh viện anh ta cũng không hỏi lấy một câu. Đúng là phần này nó dại. Nhưng cũng là do mày không có mặn nồng gì với nó.
lần này xảy ra chuyện rút kinh nghiệm con à. Mày phải chịu khó chịu chồng một chút. Vậy mày nghĩ mẹ có cảm xúc thật với ba của mày hả? Làm gì có. Những lần ông ta đòi hỏi, mẹ cũng phải giả chờ chiều chuộng cho nó qua cái giây phút đòi hỏi của ba mày đi thôi. Nếu không giải quyết được nhu cầu của chồng thì làm vợ có ích gì chứ? Thì ra trong mắt của mẹ, một người vợ là như vậy sao? Phải thỏa mãn nhu cầu của chồng, dù bản thân không có thích thú, không có cảm giác và không có lý do nào để chống chế à? Đời là như vậy đó. Muốn giữ được gia đình thì con phải khéo. Chuyện này đừng có để cho ba mày biết. Cứ về xin lỗi, làm lại từ đầu cho mẹ. Con nên nhớ, mẹ thương con mới nói như vậy. Nếu không, cả tương lai của con ở phía trước sẽ rất tối. Tối cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Mẹ hiểu chưa? Mẹ không có hiểu được đâu. Phụ nữ hy sinh cũng phải hy sinh đúng người chứ. Chứ đâm đầu vào người không có thương mình, phản bội mình thì gọi là ngu ngốc. Sau này con sẽ không có bao giờ dạy dỗ con Chip được, bắt nó phải cam chịu như cách mẹ dạy con đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người vợ yếu đuối, tác giả Tâm An. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.